Chào cả nhà. Đây là mình ghé chùa Thiền Viện Trúc Lâm ở Sóc Trăng, một chùa cũng nổi tiếng. Vừa dịch bệnh cũng vừa mới bớt thì chùa cũng vắng, nhà mình đi vừa giấc trưa. Có một cái chuông đồng rất là lớn. Chuông thì có một cái bài thơ Trúc Lâm mộng: gá thân mộng, giao cánh mộng, mộng tan rồi cười giả mộng, ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng tỉnh cơn mộng, của thầy Thích Thanh Từ. Đằng xa xa kia có một cặp cô dâu chú. Thank you.
cái sư thầy rồi đâu không thấy hả? Chỉ có một sư thầy thôi. Vậy hả? Dạ, đây chỉ có một ở đây cả chùa chỉ có 4 người. Nó anh em là hết luôn, không có hết nha, này luôn. Giỏi vậy. Rồi, giỏi dữ vậy. Để có duyên cái chùa này rồi, tự nhiên đi du lịch mà vô đây tại muốn ở đây luôn vậy hả? Rồi ba mẹ cũng cho luôn. Sẽ đi quay một vòng cho cả nhà mình xem. Chùa chùa rất là rộng. Đây là vị La Hán Trường My. La Hán Trầm Tư. Tiêu La Hán Cử Bát. Đây là La Hán Hàng Long. La Hán Tháp Tháp. La Hán Khánh Hỷ. Đây là La Hán Phú Đại. Đây là La Hán Phú Đại.
quan. Xong rồi nó thấy chùa đẹp vậy rồi thấy mấy sư không có ai nữa thì tự nhiên thích, xin ba mẹ vô đây nó ở luôn. Nói chùa này nó mới vô nó ở được 5 tháng. Đó, trời lớn cái chùa ha. Khuôn viên chùa lớn, còn quan sơ, còn cây cối này quá nhiều nè. Vô chú rể hồi nãy chú hai ba cặp vô đây chụp hình đó. Đi quay không có lương, phải mướn trợ lý đi theo đó. Lên mướn trợ lý đi theo để nó nhắc phim đồ, nó nhắc tuồng đồ. Toilet mày cũng quay luôn. Quay cho tao biết ở đây có toilet. Ừ.